Hello, xin chào tất cả các anh em nhé. Hôm nay từ sáng giờ em chốt được bài này đơn lên sóng để phục vụ tất cả anh em. Thì bên em đang cung cấp dòng cám họa mi do chính tay em làm ra và đã được kiểm nghiệm khoảng tầm 4 năm nay, 5 năm nay rồi. Từ lúc em chơi chim đến giờ và sau một thời gian chơi chim thì em đúc kết và làm cám này thay đổi dần dần thì cuối cùng thì cũng tìm được ra một loại nguyên liệu để cho chim họa mi ăn và cảm thấy là con chim nó khỏe mạnh, phân khuân và sức khỏe có. Thế các bác lưu ý là các bác đặt cám bên em ấy thì các bác chỉ cần để lại địa chỉ thôi và số điện thoại thì em khác có người đóng đơn và ship hàng cho các bác. Các bác không phải lo gì cả, các bác nhận chi cám và các bác thanh toán tiền hộ em. Đây là cái mẫu bao bì bên cám bên em này. Một gói cám bên em này thì có trọng lượng là 250g và có giá là 220.000 một cân, cũng tương đương với là một gói cám này em bán là 55.000. Các bác lưu ý nhá, cái cám này em chỉ bán tại nhà bởi vì là cám này chỉ bán tại nhà, còn tiền ship COD thì các bác phải tự chịu. Và khi các bác nhận tiền nhận cám ấy, thì các bác trả tiền ship cho nhân viên tàu và trả tiền cám cho em. Bác nào mà ở xa mà nếu mà có tài khoản thì vui lòng chuyển khoản giúp em thì được là càng tốt, còn không thì em thu tiền nhân viên. Đây nha các bác nhá, đây nó có sách máy công chứng này, tất cả đây này. Đấy, các bác thấy không? Các bác mua khoảng tầm 3 cân thì em sẽ miễn ship cho các bác. Các bác mua khoảng 3 cân thì em sẽ miễn ship cho các bác. Nên là anh em ở gần nếu mà ai mà muốn sử dụng hãng cám này ấy, thì có thể là muốn dùng thử, có thể là gom nhau lại để mua. Mà không thì các bác có thể là đặt trước khoảng nửa cân, em vẫn ship, vẫn vui vẻ, hoặc là một gói này em cũng ship. Bởi vì là em muốn đưa sản phẩm chất lượng này vào cho các bác chăn để cho những con chim của chúng ta được để cho những con chim của chúng ta để có được phong độ và đỉnh cao nhất. Các bác lưu ý là chăn cám bên em ấy thì các bác hạn chế mồi tươi thì các bác mỗi một tuần các bác dùng đến 2-3 lần cho ăn thôi, cũng không còn cho quá nhiều bởi vì trong này thì em đã tích hợp rất nhiều thứ tốt cho chim cảnh rồi, đặc biệt là ví dụ như là nhộng tằm này, tôm và thịt bò và một số thành phần khác kể cả khoáng và vitamin này trong này cũng có rồi. Nếu ăn cám này của em ấy thì kể cả về cái vấn đề là vỏ trấu vỏ chiếc thì cũng bị hạn chế, gần như là cũng không có các bác. Nên là các bác rất yên tâm, các bác cứ thế các bác chăm thôi, không phải thay đổi hay là không phải là chăm sóc nó quá kỹ làm gì cả, chỉ cần ăn uống dọn dẹp vệ sinh lồng sạch sẽ là chim khắc tự lên lửa thôi các bạn. Và đặc biệt là chim khi mà chúng ta cũng biết đấy, khi chúng ta chăn con họa mi ấy, nếu mà con họa mi nó có lực thì nó mới sinh ra lửa, nếu như không có lực thì tất nhiên là không phải có lửa được các bạn. Vậy em chỉ lên đây tâm sự với anh em đôi điều thôi. Và quảng cáo qua cái hãng cám của mình. Nếu bác nào mà tin tưởng và muốn sử dụng thêm thì các bác vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại là 0974648999 hoặc là hai cái số điện thoại ở trên bao bì này. Lúc nào có người nghe 0982845666 và 0983845666 à 0853845666 em đọc nhầm đây. Các bác nhé. Một lần nữa rất là mong các bác ủng hộ hãng cám bên em. Bên em thì cũng rất là hân hạnh được phục vụ các bác. Các bác mà có nhu cầu về chim cò hay là các bác có thực thì cứ alo trực tiếp, anh em mình có cái gì thì sẽ trao đổi kinh nghiệm với nhau. Em xin chào tất cả các bác nhé, chúc các bác sức khỏe, hạnh phúc.